Rồi chào các bạn, bây giờ mình đang ở trong cái khách sạn Westin ở trong downtown của San Jose nha. Bây giờ mình sẽ với gia đình sẽ đi ra ngoài và chạy cái con đường dọc bờ biển rất là đẹp, đi về lại Nam Cali. Thì con đường này nó cực kỳ đẹp và nó có những cái danh lam thắng cảnh rất là hay, mình sẽ quay cho cả nhà mình xem nha. Cả nhà thấy không? Mẹ mình rất là thích chụp hình. Đây là một cái khách sạn cũng cực kỳ sang ở trong San Jose. Nó cũng cổ rồi, nằm trong một cái tòa nhà lớn. Để mình ra ngoài mình quay cho các bạn xem nha. Rất là đẹp. Bạn thấy cái đèn này không? Thích chưa? Các bạn thấy cái sảnh người ta họp ở đây không? Đó. Trên tường thì có cây nè. Đó. Là cái sảnh. Rất là đẹp và cái phòng ăn bên trong. Cả nhà mình thấy không? Đây là cái phòng mà có thể là làm việc phòng họp. Đó, có cái ghế nè. Đó, cả nhà thấy cái ghế chưa? Ok. Rồi thôi bây giờ mình sẽ ra ngoài mình quay sơ ở ngoài cho cả nhà mình xem. Rồi sau đó mình lấy xe tới đây. Đây các bạn ha. Rồi, đây là trung tâm của San Jose. Đó, các bạn thấy San Jose không? San Jose là cái nơi đối diện của mình cũng là Marriott nè. Đó, các bạn thấy không? Rồi cho các bạn coi cái xe tram ở đây nè nha, xe lửa đây nè. Đó, San Jose á là cái chỗ mà thung lũng Silicon đó các bạn, cái chỗ mà có Apple rồi Amazon rồi NASA rồi Microsoft rất là nhiều. À, các bạn thấy không? Rồi thôi, rồi bây giờ mình ra ngoài xe, mình lấy xe và mình đi trên dọc bờ biển và mình sẽ quay cho cả nhà mình xem nha. Mình đi, mình. Chủ yếu là thầy đi.
chưa? Big là lớn chưa em? Mày cứ nói là big chưa đấy.